Mình thấy thương không? Con trái này sao bị sâu, con gì nó chui vô đục lỗ. Loại này cà Đài Loan. Cà Đài Loan, con loại nó dài dài vậy á. Nè, cắn rồi. Đó. Hello cả nhà, Sang đang chuẩn bị cái xề để mà đi ra hái ớt chuông nè cả nhà. Đó, ớt chuông bữa nay trái nó tiếp tục chín rồi nè. Cái cây ớt chuông này nó sai trái dữ lắm, nó mình càng cắt nó càng ra nhiều. Cái này không biết Sang không nhớ là Sang thu hoạch lần thứ mấy rồi đó. Nó sai trái quá đó, nó bị gãy nhánh quá trời luôn. Đó, bên đây là cái ớt chuông vàng, mùa này sâu chui vô đục lỗ nữa nè. Rồi bây giờ hôm nay mình tiếp tục mình đi ra vườn mình thu hoạch. Nè, cái trái này bữa nay nó chín đỏ, nhìn đẹp chứ sao không? Cắt này. Thích thu hoạch ớt chuông. Trái nó sai quằn luôn mà cái nhánh nó dễ bị gãy lắm, nó giòn á. Dễ bị gãy. Sai trái quá tấm trái. Nó rất là sai trái cái giống ớt này nè. Trái cũng lớn nè. Trái lớn mà sai trái nữa. Ớt chuông này xào thịt bò. Xào thịt bò ăn sống cũng được. Nướng với cá hồi. Nướng barbecue á nha. Yeah. Nướng nó bốc hết nước á, còn cái ngọt mà nó thơm ha. Nó ngọt. Nè nè, nhánh này làm như là nó muốn bị gãy hay sao. Mảnh quá cột. Này cột mà nó cứ quằn quại luôn à, thấy không? Này nó hùm chắc hái luôn ha. Ừ. Hái này, ôi cái này. Hơi cái này làm như bị già hát rồi sao á. Kệ nó đi. Cái này làm như nó bị già hát á. Ừ. Nó bị thu rồi đó. Nó hơi đổi mùa. Nè, cái trái này to này không? Nó nặng như vậy nè, mà trong khi một cái cành như vậy là nó tới mấy trái, hỏi sao là cái nhánh nó chịu nổi. Ừ. Cái này đẹp bên quá. Đây. Ồ, đẹp nè, cặp này nè, cặp này quá đẹp. Đó, tươi nó, nè. Nó là phải dắt nó lên gì nè. Dắt nó lên biết nhiều luôn, không giờ. Nó gãy nguyên nhánh ủng. Giờ gãy mấy chùm bữa hổm này, chỗ này nè gãy muốn hết nửa cái cây ớt luôn. Bên kia ớt bên vàng. Đây hai chai ớt vàng. Ừ, cái này còn lớn hơn, bớn quá lớn luôn á. Mình thấy thương không, con trái này sao bị sâu, con gì nó chui vô đục lỗ. Ớt ngọt. Đó, rồi và sau lưng này mình có mấy cái trái cà này, mình móc móc coi cái trái cà nào. Cà trắng, đây trái cà tím. Rồi trong cái còn nhiều cà tím đó. Rồi trái này bò to ha, trái cà tím này bự ghê luôn. Rồi bóng màu đẹp ghê á. Tím ngắt. Tím này khác với tím này ha. Này tím là tím. Loại này loại khác giống mà. Này cái loại này, loại này cà Đài Loan. Cà Đài Loan, loại nó dài dài vậy á. Cái này còn nhỏ. Còn cái nào nữa ta? Đây. Trái dâu hổi nè. Trái cà quéo nè, nó quéo luôn, cắt luôn. Rồi bây giờ mình đi qua vàng khổ qua này, mình mót khổ qua nè cả nhà ơi. Khổ qua này nó trời mấy bữa nay lạnh lạnh, cái tháng này cũng có bữa lạnh, cái nó làm như nó muốn tàn. Mà Sang nghĩ là nó không có ra trái nữa đâu, tại vì lạnh lạnh đây đó. Thấy mấy trái non non ra, nó ra cái nó bị teo.
nó vàng luôn, rồi được móc được hai trái khổ qua trắng đó. Mấy trái mà nhỏ nhỏ mà chưa thu hoạch được nó cũng bị vàng còn nè. Đó, nhưng mà cũng phải phá cái vàng nó để cho cái cây su trắng nó leo qua bên đây. Bên đây nè, đó. Nhìn cũng còn lai rai này chứ. Nè, cũng vàng. Trắng rồi. Đó. Trắng rồi khổ qua nhật. Phải lấy cái vỏ đựng đi, tưởng có mấy trái hay ngồi đâu rồi cũng khá khá. Đó thấy không, này này nhưng nó chưa có nở cái da là nó bị vàng vàng rồi đó. Nó bị khựng lại. Mình gãy mình non dài rồi mình cắt đi, mình phá cái vàng khổ qua. Để thấy cây su su nó bò lại tới đây rồi đó. Nhường vàng cho cây su su đi. Này nó cũng chậm phát triển rồi. Cái này nó chịu lạnh gì? Nó không chịu lạnh nổi. Không chịu lạnh. Nó này không chịu lạnh nổi. Này lần này thu hoạch cũng thứ mấy rồi đó, lâu rồi. Cái này vừa mình ăn sống cũng ngon vậy. Ngon dài mình cắt đi. Cái vàng nó cũng tàn, lá nó cũng tàn. Cái cây này sống lá nó thơm nha. Nè, nó bắt đầu đèo đẹp rồi nè. Hả? À, đây rồi. Đây, có con trái vắt vẻo trên vàng nè, không thấy nè, thấy không? Rồi, xé xuống luôn. Đó, sơ sơ cũng vỏ ra đâu, ít đâu. Mót đó, mót mà nhiều mà cũng bồn quá chứ. Đó, xong rồi đó, xong vàng khổ qua của... năm 2022 đó. 2022. Ô đây nè, đây nè. Xong mùa khổ qua của năm 2022. Đó. Để ngày mai mình rảnh cái đi ra phá cái vàng. Rồi bắt đầu là cây su su nó bò được tới bên đây rồi nè cả nhà, đi qua đây. Qua đây sẵn qua để mình cắt mấy trái su đầu mùa luôn nè. Su trắng đó, su trắng đây. Đó, su trắng đó là sang trọng trong chậu ha, là phía bên đó đó. Để cái chậu trên băng ghế đá đây ha, là sang trồng hai cái dây. Bên phía đó các bạn, nó leo từ hồi mùa hè tới giờ, nó leo dài tới đây. Mà vừa tới mùa thu ha, cái khỏi nha, cái vàng khổ qua vừa tàn là nó cũng vừa tới, nó cũng vừa leo đụng tới vàng khổ qua đó. Là sang một hai ngày nữa sang sẽ phá cái vàng khổ qua này là cho cây su su nữa leo lên. À, năm đầu tiên trồng su su trắng nè, đẹp quá. Dễ thương ha. Cắt cái này. Cái này còn nhỏ hả? Nhỏ. Đây nhỏ. Này nè. Wow. Dễ thương, đẹp quá ha, trắng tươi. Đây nữa. Su bạch tiết. Su bạch tiết. Trắng đẹp. Hai trái kia còn nhỏ, ba trái này mình xào đủ một dĩa rồi. Nhưng mà còn nay mai nó lớn. Mới để miếng mà phân bò vô gốc của cây su su á. Đó, sơ gì cũng được một vỏ này ha. Rồi bây giờ mình đi vô đây mình bỏ vô sệ rồi. Tiếp tục mình qua hái cái đám mướp kìa. Quá trời mướp rồi kìa. Bỏ vô đây. Hôm nay ha. Cuối mùa thu mà cũng có rau, mà còn mùa rau mùa hè thu hoạch là cũng vui nè đó. Rồi bây giờ xách cái vỏ này đi qua tiếp tục bắt thang lên mà cắt mướp được cả nhà. Đó, mướp ra đây quá trời. Mười mấy trái luôn đó nha. Cái vàng mướp này thì mùa này giữa mùa thu rồi mà trái nó quá trời trái luôn cả nhà, nó đang ra bông trên ở trên vàng nữa kìa. Nhưng mà chỉ sợ là sắp sửa tới mùa lạnh đó, nó teo, nó không có phát triển được thôi. Chứ còn bông là còn nhiều lắm. Ông đồ nó bu quá trời luôn kìa. Mướp này hình như càng cuối mùa thu nó lại nhiều hơn. Nó lại rộ hơn phải không? Hình như năm nào cũng để ý như vậy đó.
cuối mùa thu á tự nhiên nó rộ nhiều lắm. À, trái nè, ngồi quá trời trái luôn. Dưới đây nữa nè. Trái trên cây. Nó dưới đây có ba trái đây nè, lòng thòng đây nữa nè, thấy thương không? Ừ. Rồi, giờ tiếp tục leo thang hái mướp. Đây. Này, mang vô đây đi, đụng đầu nha. Ôi. Ừ. Bước xem nấc nè. Rồi, được rồi. Cái trái này ha, cắt luôn đi ha. Ok, nếu không nó lỡ teo. Cỡ. Nó lỡ cỡ với nó bị teo. Bước theo nấc cái ha. Sao? Mướp này như năm nào sai trái quá trời là năm nào cũng như năm nào cũng vậy á. Loại năm nay được có cái là cái vàng nó rỗng. Nó bò thoải mái nó ra. Mề quá ha. Trái này cũng bị dướng dướng sao nè. Mọc thù lù. Không thấy đường này, phải dời thang. Lưng nè. Lưng nè. Chuyện. Rồi. Đó, nè. Ôi ơi, nhìn vỏ mướp. À, mà bào vỏ rửa sạch rồi để ở trong tủ freezer á, ngăn đá đó, không biết là mấy bịch rồi đó. Ăn không hết. Cái này mình vô mình cắt mình xào mỡ ăn không cũng ngọt nữa. Rồi. Rồi trái này bự nè. À. Rồi ăn chùm hai trái này luôn nè. Ngược tay. Đó. Cái nhỏ quá. Nè nó cũng không, nó nhưng mà nó bị đẹp. Nó phải múp non. Nó bị đẹp. Vào wow, bên này còn đây nữa nè, nó bị lùng quá không, mình cắt cho rớt thì mình lụm đó. Ừ, cũng được mà. Đi qua đây. Đi qua bên đây. Wow. Ôi rồi xề xuống đây, cắt ngay dưới đây luôn nè. Dưới thấp thấp mà vẫn còn nha. Ừ, thấp thấp vậy đó mà cũng nhiều nè, thấy không? Đó. À, trái này còn non quá. Ừ, cái đó đi. Hai trái này thôi. Hương. Ừ, trên này nó nảy. Ồ, trên đó là phải kéo nó xuống là được rồi. Nên kéo nó xuống đi, xả kéo xuống. Trái bên đây mình kéo nó xuống. Cắt luôn. Trái này nữa. Còn trái non nó bên cạnh. Non đây còn non quá. Còn bông kìa. Đó, còn lai 5-6 trái chứ không ít đâu. Mình để mấy trái non đi, mình cắt thêm nữa. Thêm đợt nữa. Trái này bị teo teo rồi nè. Nó bị chậm phát triển khúc đó đó. Vậy chứ cũng còn mấy trái, còn con trái bên kia. Bên đây là tới 4 trái đó. Không? Nó vắt vẻo bên chỗ cái thành, cái thành của cái thành của cái này nè. Mùa này á, ngay nó cũng lâu già lắm, lạnh lạnh á. Có bữa lạnh nóng này nó mới phát triển. Có bữa lạnh lạnh nó cũng lâu. Có bữa lạnh lạnh nó cũng lâu già. Wow. Cái cuối cùng Cái cuối cùng của đợt này
còn cắt đợt nữa con. Đợt này nhiều nhất là đợt hổm giờ nè. Này quá nhiều luôn. Nhiêu này mấy chục trái luôn. Đó, thêm một giỏ mướp hương nữa nè cả nhà. Giờ mình chuyển cái xề ra đây đâu có hết. Để nó nguyên cái giỏ của nó đi. Rồi chiều nay đi thu hoạch được bao nhiêu rau trái nè cả nhà? Được nửa xề mướp hương. Bữa nay là bội thu mướp hương luôn á. Nhiều lắm, chắc mấy chục trái luôn á. Còn bên đây là được một mớ khổ qua cuối mùa, coi như là Sang sẽ dẹp vàng luôn đó. Rồi bên đây là một mớ ớt chuông đỏ và ớt chuông vàng, được mấy trái cà tím và ba trái su hào trắng, su su trắng đó. Rồi Sang tạm dừng clip ở đây. Sang cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho Sang La Úc Châu và theo dõi những video tiếp theo của Sang La Úc Châu nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.